giới thiệu lắc mới với nhiều chất dinh dưỡng thiên nhiên. Sơ rừng lắc chín dành cho da hỗn hợp có chứa protein giúp lại bớt chất nhờn và nuôi dưỡng các vùng da khô, làm cho da đẹp mịn màng. Lắc chín bí quyết làm đẹp của tôi và cũng là của bạn. Lắc bí quyết làm đẹp.